Em vẫn có cái rắp máy hiên di động tại kiệt 240 Việt Nam Tứ Thành. Anh em rắp máy chay trong điều kiện thời tiết rất là nắng nắng, đề nghị anh em mình tập trung, nhất là anh Dương á, nắng là anh còn đeo đồ chỉ trần đứng ngồi nắng này. Nè nè, gõ cái mắt nó bị đeo kìa, thấy đeo không? Vừa rồi vô lên ha. Tâm hiền. Tại 240/5 Quý Thành.